Chào tất cả các bác vào buổi tối nha. Em có mấy cái đơn hàng này các bác ơi. Đây trâu này, trâu giống này, trâu giống nguyên bản này. Đó, 1, 2 này, 3 cây cái này còn lá nguyên si luôn. Tôi đi cắt về từ đường về nhá. Em xem cây nhạn này, rất đẹp luôn này. Đó, lô này em bán 230k này. Đây là lô đầu tiên. Lô đầu tiên 230k nhá. Đó, tiếp tục là lô thứ hai này, một cây rất là đẹp luôn, chuẩn bị nở hoa cho các bác ngắm trong năm nay luôn này, cho các bác xem hoa nó như năm nay thế nào đây nhá. Một này, hai này, ba cây này. Đó, lô này em bán có giá là 180k này, ba cây đẹp này, 180k đẹp này nhá. Đó, đây là lô hai này. Rồi tiếp tục là lô ba này, một cây nhà này, 1, 2, 3, 4 này. Đó, cây này cũng to to tí nha. Đây. Đó, cây này em bán 150k thôi. Đây là lô 3. Nào, cho nó nằm nào. Rồi tiếp tục là lô 4 này. Lô 4 cây chị em rất là đẹp, lá mít này. Đây, cây lô 4 này, cây lá mít chị em rất là đẹp nhá. Đây, chị em rất là đẹp này, đó. Lô này em bán hai cây này, em bán 370k nhá. 370k. Đây là lô số 4 này. Điện thoại đâu? Tiếp tục là lô số 5 này. Cây thân dừa, hai cây thân dừa nhìn rất là đẹp nhá. Đó. Đó, hai cây này em bán 250k này. 250k này. Đây là lô 5. Đây. Lô 6 nha các bác ơi. Lô 6 này, 1 này. Em đo tay cho các bác xem này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó, cho các bác xem đo hàng như thế nào nhá. 5 này. Đó, cho các bác xem mấy công nhận hàng. Đến khi nhận hàng mà các bác nói là hàng em thế này thế kia. Đó, xem bàn tay của em là các bác xem em đo như thế nào thì hàng tất nhiên phải như thế nhá. Đó, lô này 2. Sáu cây nhá. Lô này 6 cây em bán 250k nhá. 250k này. Đó. Đây là lô số 6 này. Đây tiếp tục là lô số 7 này. 1 này. Hai này, ba này, cây này nó bị dập lá một xíu nha các bác nhé. Ba cây này, bốn này, cây này thì nó gần là chị em á, nó gần nhau á. Đó, lô này em bán có giá là 180k nha. 180k, đây là lô số 7 nha. Số 7 này. Tiếp tục lô số 8 này. Số 8 cây này có... Đó, cây này là cây thác đổ nhá. Nó bị dập lá này, cây thác đổ 1 này. 2 này. Cây này nó bị dập lá này, đấy. Cái lá bên này này, nó bị dập nha, cái lá bên này thì nó mất nha. Đó. Cây thác đổ này em bán hai cây này, em bán 350k thôi. Đấy, bán rẻ cho các bác luôn á, 350k này. Đây là lô 8 này. Rồi tiếp tục lô 9 là một cây trâu này. Đó, hai cây trâu nguyên bản này. Đó, lô này em bán 230k thôi, có rẻ đều cho các bác luôn. Đó, nếu mà yêu cầu hàng gì thì cứ gọi về cho em nha. Em chào tất cả các bác nha. Mai em lại like tiếp nha các bác ơi.